Trong quá khứ, dòng sông Nậm Rốm đã gắn bó chảy trôi cùng những thăng trầm của lịch sử tỉnh Điện Biên, thì hiện tại dòng sông ấy đã và đang trở thành một phần trong đời sống văn hóa và con người Điện Biên, là mạch nguồn để cánh đồng Mường Thanh ngày càng trở nên xanh tươi, trù phú. Cùng với đó, nhiều công trình dự án cũng được tỉnh Điện Biên triển khai nhằm phát huy lợi thế của dòng sông. Ngày nay, dòng chảy của sông Nậm Rốm vẫn cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho hơn 3.400 hectare lúa hai vụ trên cánh đồng Mường Thanh. Thông qua công trình Đại Thủy Nông Nậm Rốm, bồi đắp phù sa màu mỡ hai bên bờ sông, hình thành những vùng chuyên canh ngô, rau màu với 2,3 vụ sản xuất trên năm tại các xã Thanh Yên, Nong Luống, Pom Lót, Sa Mướn, huyện Điện Biên. Không chỉ chú trọng mở rộng diện tích, các địa phương cũng vận động nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng phát triển các mô hình, vùng trồng rau tập trung an toàn. Qua đó vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời đáp ứng cung cấp lương thực thực phẩm dồi dào cho các khu vực dân cư thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Trồng rau tới năm nay với tôi, cá nhân tôi là cũng được khoảng 27 năm nay rồi. Đấy, là cũng chuyên canh tác ở trên cái đất màu của sông Nậm Rốm ở ven sông này. Đấy, cũng cho thu nhập mà cho gia đình chủ yếu là về cây rau màu trồng trên đất này. Sông Nậm Rốm này thì nó nhiều nước lũ dâng lên, đấy, nó bồi lên những cái lớp phù sa. Đấy, thì nó lại làm cho xốp đất và nó làm cho những cái cây trồng của mình nó được tốt hơn. Ủy ban nhân dân xã đã kết hợp chỉ đạo cán bộ khuyến nông xuống dưới thôn bản làm sao tranh thủ đất để làm sao mà xuống giống, làm sao mà đảm bảo cái vụ rau cung ứng ra thị trường. Cái cán bộ khuyến nông xuống hướng dẫn người dân chăm sóc rau đúng quy trình và cũng để đảm bảo cái nguồn cung ứng ra thị trường nó đảm bảo chất lượng. Trên lưu vực sông Nậm Rốm, một số công trình thủy điện như nhà máy thủy điện Pá Khoang, Thác Bay, Nà Lơi đã được xây dựng, góp phần hạn chế lũ trên thượng nguồn, đồng thời cũng giúp kinh tế xã hội trên lưu vực sông có bước tiến nhanh chóng. Trên dòng sông Nậm Rốm, cây cầu Mường Thanh giờ đây vẫn giữ nguyên gốc như khi mới khởi dựng, yên bình bắc qua sông Nậm Rốm như nối liền quá khứ với hiện tại, là địa chỉ đỏ, một điểm đến của du lịch lịch sử. Dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, rất nhiều đoàn du khách đã trở về đây thăm dòng sông Nậm Rốm cùng cây cầu Mường Thanh, nơi thế hệ cha ông ta đã làm nên chiến thắng lẫy lừng năm xưa. Hôm nay thì tôi được ở cái khu vực sông Nậm Rốm và cái cầu Mường Thanh, và nghe qua trên những đài báo chí thì hôm nay là thực tiễn thì mới thấy được là cái dòng sông này nó mang rất nhiều ý nghĩa lịch sử, nó gắn liền với lại cái sự phát triển và chiến thắng của chúng ta và nhất là trong Điện Biên Phủ. Thì tôi có một cái cảm xúc là rất tự hào và rất thấy được cái sự chiến đấu anh dũng của quân và dân Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung. Để tiếp tục phát huy giá trị của một dòng sông chảy giữa thành phố Điện Biên Phủ, dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm của tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 170 ngày 4 tháng 2 năm 2021. Thực hiện dự án, đến nay việc nạo vét lòng sông đã hoàn thành và tích nước. Các phần việc khác như lát vỉa hè, thiết kế hệ thống điện chiếu sáng và thi công chòi ven sông trong gói thầu số 4 đang được đơn vị thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Sau khi hoàn thành, sông Nậm Rốm sẽ trở thành đoạn sông đa chức năng, vừa điều tiết lũ, giảm ngập lụt, vừa trữ nước, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ngay giữa lòng thành phố. Đơn vị nhận thi công được giao nhiệm vụ hoàn thành công trình thứ nhất là mang lại cảnh quan cho thành phố, được ban tin tưởng và giao trách nhiệm, bên nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo được cảnh quan đẹp cho thành phố. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5. Thưa quý vị các bạn, trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến nay dòng sông Nậm Rốm vẫn tiếp tục bồi đắp phù sa, cung cấp nước tưới tiêu cho cánh đồng Mường Thanh thêm màu mỡ. Dòng sông cũng chính là chứng nhân cho những hoài niệm lịch sử, cho những mùa vàng bội thu và cả những đổi thay của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.